Hello everyone, welcome to our English lesson today. And now I have a short video for you. Okay, now watch together please. Festivals we celebrate. We have two types of festivals in our country. National festivals and religious festivals. We celebrate festivals with fun, joy and togetherness. We wear new clothes and greet one another. We go to our place of worship to thank God. On festival days, special meals are cooked in our home. We come closer to people who follow different religions when we celebrate our special festivals with them. Sweets and gifts are distributed to our new and dear ones. We celebrate Republic Day, January 26, and Independence Day, 15 August, as our national festivals. Our main religious festivals are Diwali. Diwali is also known as the Festival of Lights. People decorate their homes with diyas and candles. In the evening, these are lit up and look very beautiful. Hindus go to the temples and pray. Other Hindu festivals that are celebrated in such a joyful manner are Holi, the Festival of Colors, Dussehra, the return of Lord Rama to Ayodhya, Durga Puja, celebrated in Bengal, Onam and Pongal are also major festivals. There are three Eid occasions in a year. Eid al-Fitr is celebrated by Muslims after a month of fasting during the holy month of Ramadan. On the day of Eid, they wear new clothes and go to the mosque to pray. They serve delicious food and sweets. Gurudwaras are celebrated by the members of the Sikh faith. They wear new clothes and pray in the Gurudwara. They take out a colorful procession and distribute sweets to all. They prepare food in a langar and eat it together. Christmas is celebrated on the 25th of December. It is the birthday of Jesus Christ. Christians wear new clothes and pray. They decorate the Christmas tree in their home and place presents for their dear ones under it. Santa Claus is said to leave gifts for good children. Christians give cake and sweets to their family and friends. For more about it, log on and subscribe to www.facebook.com/. Okay. After watching video, who can answer the question? What is the topic of the video? Okay, sau khi xem xong cái đoạn clip này thì em nào có thể giúp cô trả lời câu hỏi chủ đề của đoạn clip này là gì được không nào? Alright, it's a celebrations. Alright, đó chính là những ngày lễ kỷ niệm đúng không nào? Và đoạn clip đã gửi cho chúng ta một số ngày lễ kỷ niệm. For example, Christmas, thank God, and Easter, alright. Và đó cũng chính là chủ đề của buổi học ngày hôm nay đấy các em ạ. Ok, now move to Unit 8, Celebrations. Lesson getting started and listen and read. Ok. And now I have some pictures for you. Ok, now look at. Picture 1, picture 2, picture 3, picture 4, picture 5, and picture 6. Ok. And there are 6 celebrations for you. Okay. 1. Easter. 2. Lunar New Year. 3. Christmas. 4. Miss Arthur Festival. And 5. Wedding. Last one. Birthday. Right. Okay. Bây giờ đối với hoạt động này thì các em sẽ sử dụng những cái ngày lễ kỷ niệm ở phía trên ha, sau đó các em sẽ
sẽ nói với những cái bức hình sao cho phù hợp. Alright, ok. Now, 1 minute for you to do exercise. Ok now, let's begin. Bây giờ cô sẽ cho các em 1 phút nhé. Bây giờ các em hãy matching cái bài tập này giùm cô nào. Now, let's start. Okay, time's up. Now check together, please. Okay, picture one, Easter. Easter, mấy em nhìn thấy nè, có những cái quả trứng nè. Vậy quả trứng thì biểu nó là tượng trưng cho lễ phục sinh. Right. And number two, mình thấy có hoa gì nào? Yes, blossom là hoa đào, đúng không nào? Vậy thì đó sẽ là Lunar New Year. Yes, mình có cái cụm New Year là năm mới, vậy thì Lunar là âm lịch, vậy là cái Tết của ngày âm lịch là Tết Việt Nam đấy các em ạ. À. Right. And number 3, Mid Autumn Festival. Right. Okay, mid là middle là ở giữa, autumn là mùa thu đúng không? Ở giữa mùa thu là Tết Trung thu đấy các em ạ. À. Right. And number 4, wedding. And number 5, birthday. 6, Christmas. Right. Okay. And before studying part, listening and reading, I have some vocabulary for you. Okay, trước khi mình bước vào học phần listen và phần read, thì cô sẽ có một vài cái từ vựng cho các em nhé, để chúng ta có thể nắm và hiểu rõ cái bài đọc nó đang nói gì. Alright. Okay, now look at please. Okay, what is it? Happen. Alright. Happen, what does it mean? Which are, đó chính là xảy ra. Vậy thì cô sẽ có một từ đồng nghĩa với happen. Okay. Occur. Yes, occur. Okay, occur, what does it mean? Xảy ra. Okay, occur with the stress on the second. Alright. Okay, now listen and repeat after me, please. Which are, and continue. What are they doing? All right. Decorate. Okay, which are. Okay, now listen. Okay, what does it mean decorate? Yes. Jang Ji. Okay, decorate with the stress on the foot. Now listen and repeat after me, please. Chirp. Okay. Who are they? Who are they? Yes, họ là những người Do Thái. Vậy gì? Vậy thì cô có tính từ thuộc về người Do Thái thì mình sẽ có tính từ nào? Okay, now listen please. Yes, Jewish. 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 What does it mean Jewish? Yes, thuộc về Do Thái. That's right. And Jewish, with the stress on the first. All right, on the first. Now listen and repeat after me, please. Good job. Okay, now look at happy. Happy, love, 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 love. Okay, what does it mean? Yes, okay. Now look at and listen, please. Passover. Yes. Passover. Passover. What does mean Passover? Yes, từ này hơi khó với chúng ta ha. Now, look at. Yes, Passover có nghĩa là lễ vượt qua. Alright. Okay, now listen and repeat after me, please. Passover. Okay, có một cái mẹo để mình nhìn vào cái từ này để mình nhớ đó là lễ vượt qua nhé các em. Đầu tiên mình sẽ nhìn vào pass là vượt qua đúng không nào? Over là quá cái gì đó, vậy thì cái Passover có nghĩa là lễ vượt qua. Right. Okay, who are they? Who are they? Yes, họ là những người nô lệ. Okay, now look at and listen, please. Slavery. Yes, slavery. What does it mean slavery? Yes, sự nô lệ. Right. Okay. Now listen and repeat after me, please. Slavery.
Yes, slavery with the stress on the front, right? Okay, now look at the picture, please. Yes, what is it? Okay, cái này là một cái buổi gì các em? That right. Okay, now look at and listen. Yes, parade. What does mean parade? Yes, cuộc diễu hành. Và cái từ parade, nó vừa là danh từ, vừa là động từ, thì người ta gọi nó là danh động từ nhé các em. Vừa có thể làm danh từ mà vừa có thể làm động từ. That right. And parade with the stress on the second. That right. On the second. And listen and repeat after me, please. Remember final sound. Mấy em lưu ý giùm cô những cái final sound nha. That right. Ví dụ này là the nè. The nha. Okay. Now copy down your notebook, please. 1 minute for you. Okay, now let's start. Okay, thumbs up. Okay, now move to listen and read. Okay. While listening the process, you answer the question. Which celebrations can you listen to the talk? Các em đã nghe được những cái ngày lễ kỷ niệm nào trong cái bài nghe này thì các em take note. Okay, take note, các em ghi nhanh lại giùm cô nhé. Và sau đó cô trò mình sẽ kiểm tra coi các em nghe có đúng hay không. Okay, now let's begin. And open your book and your notebook, please. Mở sách và vở ra nhé các em. Chúng ta vừa nghe và nhìn vào sách nào. Bên cạnh đó là nhớ take note hoặc là các em sẽ underline những cái ngày lễ kỷ niệm mà các em nghe được nhé. Okay, now listen, please. Unit 8, celebrations. 2, listen and read. Pages 65 and 66. Although there are many celebrations throughout the year, 10, by the Lunar New Year holiday, is the most important celebration for Vietnamese people. Tet is a festival which occurs in late January or early February. It is a time for families to clean and decorate their homes and enjoy special food such as sticky rice cakes. Family members who live apart try to eat together at Tet. Passover is in late March or early April. This festival is celebrated in Israel and by all Jewish people. On this festival, people celebrate freedom from slavery. Passover is also an ancient spring festival. On the first and second nights of Passover, Jewish families eat a special meal called the Seder. Easter is a joyful festival which is celebrated in many countries. It happens at around the same time as Passover. On Easter Day, Easter Sunday, young children receive chocolate or sugar eggs, as long as they are good. In many countries, people crowd the streets. Okay, that's all. Okay, who can tell me some celebrations you listen to the top? Bạn nào có thể giúp cô liệt kê tên của một số cái ngày kỷ niệm mà các em nghe được không nào? Ok, nếu khó với các em thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu coi cái phần listen and read này đã nói những gì nhé. Ok, now look at your book, please. And now, move to exercise. Complete the table below. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến cái bài tập là hoàn thành cái bảng phía dưới. Ok, now look at. Celebrate. What does it mean celebrate? Yes, ngày lễ kỷ niệm. And there are three celebrations for you. First, Tet. Second, Passover. And last one, Easter. Ok, vậy thì các em đã đoán được cái bài hồi nãy mình nghe là có bao nhiêu ngày lễ kỷ niệm chứ nào? Đã right. Có 3 ngày lễ kỷ niệm nha các em. Đầu tiên đó chính là Tet.
Thứ hai đó chính là lễ vượt qua và cuối cùng là lễ tạ ơn. Vậy thì nhiệm vụ của các em sẽ đi hoàn thành 4 cái nội dung phía sau. When là hỏi về khi nào, thời gian đúng không nào? The right activities là những cái hoạt động. Food là thức ăn, những cái món ăn mà trong cái ngày lễ đó mọi người thường dùng là gì nhé? And country là đất nước. The right. Okay. Để làm được cái dạng bài tập như thế này thì nhiệm vụ của chúng ta là skim và scan. Kỹ năng này cô đã dạy cho các em rồi, các em còn nhớ không nào, là chúng ta sẽ đọc nhanh qua, lướt qua để tìm thấy, quy chụp những cái thông tin. Đó là scan là các em sẽ chụp lại những cái thông tin ha. Ví dụ Tết thì mình nhìn vô trong sách giáo khoa coi mình coi Tết nó nằm ở đoạn nào. Yes, that's right. Nó nằm ở đoạn số 1. Ambassador nằm ở đoạn số 2. Easter thì nằm ở đoạn số 3. Thì khi chúng ta làm cái phần liên quan đến Tết thì chúng ta chỉ tập trung vào đoạn số 1. Và khi chúng ta làm tới cái lễ kỷ niệm là Passover thì chúng ta sẽ tập trung vào đoạn thứ 2. Khi làm đến Easter thì chúng ta tập trung ở đoạn số 3. Và quan trọng hơn là các em, khi các em đọc quen thì các em sẽ đi tìm về thời gian. Vì chúng ta đọc lướt nhanh và chúng ta tìm liên quan đến thời gian. Tương tự thì activities các em cũng làm như vậy nha. Các em sẽ lướt nhanh, các em kiếm các hoạt động. Tương tự food và country cũng như vậy nha các em. Ok, now 7 minutes for you to do exercise complete the table below. Ok, now let's start. Cô sẽ cho các em 7 phút để các em làm cái bài tập này nhé. Và lưu ý khi làm thì các em phải underline. Các em sẽ gạch dưới những cái thông tin mà các em tìm được để sau đó các em dẫn chứng cho cô nhé. Ok, now let's start. Ok, time's up. Cô tin rằng các em đã có câu trả lời cho riêng mình rồi đúng không nào? Vậy thì lúc này cô trò mình sẽ cùng nhau kiểm tra những cái từ khóa mà các em tìm được có đúng hay không và đáp án của em có chính xác hay không nhé. Ok, now check together please. Ok, now look at. Tết, các em điền được thông tin là gì nào? When, right, in late January or early February, right. Vậy thì Tết sẽ là ở đâu? Late là trễ, có nghĩa là cuối đó các em. Ở cuối tháng 1 hoặc là đầu tháng 2, và thời gian này là người ta tính theo dương lịch, right. Thì Tết nó thường rơi vào cuối tháng 1 hoặc là đầu tháng 2 dương lịch, đúng chưa? Và các em sẽ tìm thấy thông tin này ở paragraph 1. And line 2 and line 3, the right. Okay, now look at your book please and underline. Các em nhìn vào sách và gạch dưới những cái từ khóa này nhé. Okay, good job. And activities. Yes, cleaning and decorating homes and enjoying express food. Okay, dọn dẹp và trang trí nhà cửa nè. Clean là dọn dẹp nè, decorate là trang trí nhà cửa. Và enjoying express food và tận hưởng và thưởng thức những cái món ăn đặc biệt cho ngày Tết nhé. Ok, các em tìm thấy thông tin ở paragraph 1, line 3, 4 and 5. Good job. Underline, các em nhớ gạch dưới giùm cô nào. And food. Yes, sticky rice hay. Đó chính là bánh trưng. Right. And paragraph 1, line 5. Good job. Country in Vietnam, the right. And paragraph 1, line 1 and line 2. Good job. Okay, now move to Passover. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến với cái lễ vượt qua nhé. When, late March or early April. Chúng ta sẽ thấy cái lễ vượt qua này diễn ra vào cuối tháng 3 hoặc là đầu tháng 4 dương lịch, the right. Chúng ta sẽ tìm thấy thông tin ở đoạn nào? Paragraph 2, line 1. Ok, now underline please. Các em gạch dưới giùm cô nào. And activities.
not available, mình sẽ không tìm được những cái thông tin về cái những cái hoạt động liên quan cái lễ tạ ơn này nhé. And food. Special meal current. The cedar. Yes. Sẽ ăn những cái buổi ăn đặc biệt được gọi là cedar. Right. Okay. Chúng ta sẽ tìm thấy ở paragraph 2, line 7, which are. And country. Israel. Yes. Paragraph 2, line 2, which are. Easter. I wrote the same time as Passover. Okay. Nó sẽ gần gần với cái thời gian của cái lễ vượt qua. Right. An activity, sorry. And where? Paragraph 3, line 2 and line 3. Good job. Very easy, đúng không nào? Nó rất là dễ. An activity is people wrote the stress what colorful parade. Yes. Người ta sẽ đi vòng những cái con đường, đúng không? Người ta sẽ tập trung ở những con đường rất là đông để xem gì nè. Xem cái màu sắc, đúng không nào? Yes. Paragraph 3, line 6 and line 7. Food. Okay. Những cái thức ăn đặc biệt cho cái ngày lễ phục sinh này. Ngày lễ phục sinh này là gì? Đó chính là chocolate or sugar ice. Đó chính là kẹo sô-cô-la hoặc là những cái viên kẹo mà làm hình quả trứng. Đó, right. Giống như lúc nãy mình coi đó, các em nhớ không nào? Và chúng ta tìm thấy ở paragraph 3, line 4 and line 5, which are in country. Yes, in many countries. Nó được tổ chức và nó được diễn ra ở nhiều nước lắm các em ạ. Và chúng ta sẽ tìm thấy cái thông tin này ở paragraph 3, line 5, 6 and 7. Good job. Okay, now copy that in your notebook please in 2 minutes. Okay, now let's begin. Bây giờ cô sẽ cho các em 2 phút để các em hoàn thành cái bài tập này vào vở nhé. Và nhớ là underline những cái thông tin này. Cô nào? Okay, now let's begin. Okay, time's up. Okay, at home, you answer the questions. Okay, there are 4 questions for you. Okay, first, when this threat occurred? 2, what do people do at tech? 3, what special food do they eat? And last one, which country celebrate Tết? Okay, when là hỏi về thời gian khi nào thì Tết do occurred, được diễn ra, đó, right? And number 2, okay, do là làm đúng không nào? What là cái gì? Vậy thì người ta làm gì vào ngày Tết? Các em nhớ dùm con ha, nếu Tết mà đi một mình thì mình sẽ dùng là at, ví dụ như Christmas cũng vậy, nếu mà Christmas đi mình in thì nó là at Christmas, còn Christmas mà là ở Christmas Day hay là Christmas Holiday thì lúc này nó sẽ đi với on. Tương tự nếu mà Tết mà đi với Tết Holiday thì lúc này sẽ là on Tết Holiday. Cái dạng mà trạng từ chỉ thời gian at và on thì nó hay gài các em, chỗ đó các em lưu ý giùm con ha. Christmas hoặc là Tết mà đi một mình nó thì đi với at, còn mà nó đi với Holiday hay là Day thì lúc này nó sẽ đi với on. Good job. Number 3. What special food do they eat? Okay. What special food là hỏi về cái thức ăn đặc biệt nào mà người ta sẽ eat là ăn. Vậy thì các em tìm thông tin này cho cô nhé. And number 4. Which country celebrate Tết? Vậy nè, which country là đất nước nào sẽ làm sao sẽ tổ chức cái buổi kỷ niệm cho ngày Tết? Right. Để làm được cái này thì các em chỉ cần dựa vào cái khung hồi nãy mình đã tóm tắt nội dung lại rồi đó. Right. Vậy thì cô sẽ phân công ha. Tổ 1 các em sẽ làm về Tết. Tổ 2 các em sẽ làm về Passover đi, là lễ vượt qua. Và các em lưu ý, các em sẽ ghi lại câu hỏi, sau đó các em mới ghi câu trả lời nhé.
và các em sẽ thay thế chữ Tết này nè bằng cái Passover, được chưa? Ok, và tương tự Tết ở đây cũng thay bằng Passover, tương tự Tết ở đây cũng vậy nhé. À, tổ 3 thì các em sẽ làm giúp cho cô. Lúc này cô phân theo tổ là các em theo dãy của mình ngồi ha. À, trong lớp mình sẽ có 3 dãy thì lúc này mình sẽ phân theo dãy là tổ của mình nhé. Tổ 3 thì các em sẽ làm là Easter. Lúc này chữ Easter sẽ thay cho chữ Tết ở đây, tương tự Easter thay cho Tết ở đây luôn. Và thay cho Tết ở đây luôn. Ok, các em nhớ làm vào vở và sau khi chúng ta trở lại trường thì cô và các em cùng nhau feedback cái dạng bài tập này nhé. Ok. Sure. And now, I feel you very tired. Cô nhận thấy là bây giờ các em khá mệt rồi đúng không nào? Vậy thì bây giờ cô sẽ cho các em xem một đoạn clip ngắn để chúng ta cùng thư giãn nhé. Ok, now let's watch together please. I'm Jasmine's teacher. Today, we will sing I Love Ted Holiday. Are you excited? Yay! Okay. Love Ted Holiday. I love Ted Holiday. La 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 la. That's all. Ok, sau khi mà chúng ta xem xong cái đoạn clip này thì các em có biết đoạn clip đang nói về kỳ nghỉ nào không nào, hoặc là một cái ngày lễ kỷ niệm nào không? Right, đó chính là Tết Holiday. Ok, vậy thì có em nào giúp cô nói lên được là Tết sẽ diễn ra khi nào và nó được gọi là một ngày lễ hay là nó chỉ là một ngày bình thường? Right, Tết is a festival. Tết là một cái ngày lễ đúng không nào? And this festival occurs in late January or early February. All right. Đầu tiên cô sẽ nói một câu là Tết là một ngày lễ. All right. Nó là một cái lễ hội, nó là một cái lễ hội. Và cái lễ hội này nó sẽ diễn ra vào cuối tháng 1 hoặc là đầu tháng 2. Good job. Vậy thì các em nhìn thấy nè, giữa hai câu này có cái gì giống nhau? All right. A festival à? Và this festival, lúc này cô dùng là bởi vì nó là một ngày, một cái lễ hội, nó là so ít. Và các em lưu ý lúc này this là cô đang chỉ cho cái lễ hội nào? Cái lễ hội ở festival này đúng không nào? Nó đã được nhắc đến rồi. Good job. Và lúc này cô dùng cái này là mình đếm số dấu, mình đếm cái dấu chấm nha. Một nè, hai nè, vậy lúc này là mấy câu? Hai câu. Nhưng nếu như vậy thì cô gặp một cái tình trạng, ví dụ trong môn ngữ văn các em học là các em tránh lặp lại từ đúng không nào? Vậy thì trong tiếng Anh cũng vậy, để tránh trường hợp lặp lại từ, hoặc là khi các em đi thi IELTS hoặc là TOEIC hoặc là TOEFL, hoặc là các em đi thi năng lực ngoại ngữ mà cái hệ châu Âu bây giờ, thì
Người ta còn quy định các em phải viết số từ sao cho phù hợp với nội dung người ta yêu cầu kìa. Vậy thì để tránh cái trường hợp lặp lại từ, hoặc là tránh cái trường hợp mà chúng ta viết quá từ quy định, thì chúng ta sẽ có một mệnh đề, và mệnh đề đó được gọi là mệnh đề quan hệ nhé. Vậy thì câu này nếu cô viết lại thành một câu và cô bớt ngắn đi một vài từ thì nó sẽ như thế nào? Ok, now look at. That is a festival. Lúc này câu đầu tiên cô giữ lại và cô nhận thấy a festival và this festival nó giống nhau. Vậy thì lúc này festival nó là người hay vật các em? Là vật thì cô sẽ thay thế bằng chữ chữ with. That right. Vậy thì lúc này cô đã thay thế chữ with cho cái cụm this festival thì cô còn giữ lại cái cụm this festival không nào? Không, cô bỏ đi. That right. Vậy thì phía sau còn cái gì thì cô làm nhiệm vụ gì? Ghi lại. Vậy thì đối với bài tập mà liên quan đến mệnh đề quan hệ mà chỉ vật thì việc đầu tiên chúng ta cần xác định đó chính là cái từ nào được lặp lại, các em sẽ underline cái từ được lặp lại đó ha. Gạch dưới chân cái từ lặp lại cô phát hiện là a festival nè, this festival nè, nó được lặp lại nên cô gạch chân nó. Sau đó cô xác định festival nó là vật thì cô nghĩ ngay trong đầu đó chính là chữ with, hoặc là cô có thể thay thế bằng chữ gì nữa các em? Chữ that, which up. Nhưng trường hợp này cô dùng with nhé. Vậy thì cô sẽ ghi lại tới chỗ này đúng không? Cái chỗ mà có cái chữ giống nhau đầu tiên đó cô ghi lại. Nếu sau nó là dấu chấm thì cô bỏ dấu chấm đi. Cô xác định nó là vật này, cô ghi chữ with. Và cái từ mà nó trùng lập với cái từ phía trước thì lúc này cô làm sao? Cô bỏ đi. Phía sau còn cái gì? Cô viết lại. Right. And order sample for you. Còn một cái ví dụ nữa cô muốn hướng dẫn, cô muốn chia sẻ với các em nhé. Family remembers try to be together attack they live apart. Ok, tất cả các thành viên trong gia đình cố gắng ngồi lại sum họp lại với nhau vào ngày Tết nè. Họ sống sao? Apart. Những người mà sống xa đó. Vậy thì câu này có nghĩa là những người mà sống xa thì họ sẽ cố gắng ngồi sum vầy lại với nhau vào ngày Tết. All right. Thì cô đố các em nhé. Câu này mình sẽ có những từ nào giống nhau? Đầu tiên cô nhìn thấy a family members, đúng không? Các thành viên trong gia đình. Vậy các thành viên trong gia đình là người hay là vật? Là người. Vậy cô coi tiếp nè. Try to be together at thế không có cái nào chỉ người hết đúng không? Và cô xem tiếp cái câu phía sau. Ok, cô thấy đây nè, đây là họ có phải chỉ người không các em? Đúng rồi, vậy thì family members nó sẽ được lặp lại bởi từ đây. Và mình cũng xác định đây chính là chủ từ và family members cũng là chủ từ, và chủ từ này chỉ ai nào? Chỉ người. Vậy lúc này chỉ người lớp 8 mình học rồi, mình sẽ được dùng cái đại từ quan hệ nào các em? Which of, who. Vậy thì lúc này cô viết làm sao nhé? Và lúc này các em lưu ý nè, cái đại từ quan hệ nó sẽ đặt ngay sau cái từ, đúng không? Ngay sau cái từ mà các em xác định là nó được lặp lại lần thứ hai. Vậy thì lúc này câu này sẽ là yes, the family. Cô xác định nó là từ bị lặp lại lần thứ hai này. Vậy là the family. Mình xác định nó là người mà là chủ từ. Thì lúc này người và chủ từ sẽ được thay thế bằng chữ who. Đã right. Vậy thì lúc này cái câu này mình sẽ lấy cái từ đây này nè, đúng không? Mình thay thế bằng who nè, mình bỏ đi. Sau đây có cái gì thì sao? Mình viết lại live apart. Rồi sau đó cái câu ở phía trên nó sao? Cái members đó còn cái gì thì mình sao nào? Mình viết lại. Vậy câu này mình dịch sao? Ok, các thành viên trong gia đình, người mà sống xa nhà, cố gắng ngồi quay quần lại với nhau vào ngày Tết. That's right. Để hiểu rõ hơn thì cô sẽ có một bản tóm tắt cho các em nhé. Ok, now look at. Ở đây cô có một vài từ mà trong bài học hôm nay chúng ta sẽ cần sử dụng. Nhưng ngoài những từ này chúng ta còn những trường hợp khác nhé. Đến cái phần language focus thì cô sẽ dạy kỹ hơn cho các em. Ok, cô ví dụ cô có who, whom, which, why, when, where, whose và that. Vậy thì bây giờ who hồi nãy mình xác định là chỉ người và nó đóng vai trò gì trong câu? Là chủ từ. Cô ví dụ nha. The musicians who wrote this song is from. Ok, lúc này cô xác định là musician là gì vậy các em? Là nhạc sĩ đúng không nào? Và nhạc sĩ là người. Vậy thì nhạc sĩ là người mà đóng vai trò là chủ từ. Thì lúc này cô dùng đại từ quan hệ là who. That's right.
Bạn nhớ là sao who là gì vậy? Wrote là động từ, which of. Câu tiếp theo, cô có whom, đúng không? Whom thì nó chỉ cho người, đúng không? Nó nè, relate to people, nó được thay thế cho người. Nhưng mà sao? Nó chỉ đóng vai trò là túc từ thôi. Vậy thì lúc này mấy em thấy nè, I know the boy, đúng không? Thì bây giờ mình thấy the boy nè, nó đứng sau động từ nè, vậy thì nó là túc từ. Mà túc từ mà chỉ the boy là người, thì chỉ có thể dùng gì thôi? Dùng whom. Alright. Thì các em hiểu chứ nào? Which of? Vậy thì mình phân biệt who và whom đều chỉ người. Nhưng who thì dùng để sử dụng cho chủ từ. Còn whom cũng là người nhưng mà sử dụng cho túc từ. Alright. Chủ từ thì đứng đầu câu nè, các em thấy không? The musician đứng đầu câu nè. The boy thì đứng ở đâu rồi? Đứng ở cuối câu rồi. Which of? With. With là cái gì? Nó được thay thế cho vật. Nó được thay thế cho vật nè. Và thậm chí là thay thế cho con vật luôn. Vậy thì chỉ có con người mới được gọi là con người thôi, là people. Còn lại là vật hay là con vật thì là gì rồi? Animal object nó, mình quy chung nó là vật đi cho các em dễ nhớ nhé. Ok, câu ví dụ nha. This is the key. Lúc này the key là gì các em? Là vật thì mình phải thay thế bằng which, right. Tương tự why nè. Why là lý do đúng không nào? Lý do thì bây giờ sao lý do thì có thể chỉ là vậy thôi. The reason, right. The reason là lý do nè, nên mình thay cho chữ why. When là thay thế cho gì nào? Cho thời gian. Vậy thì the day có phải thời gian không các em? Nếu the day là thời gian thì mình phải thay bằng when. Good job. Where là nơi chốn, vậy thì nó được dùng để thay thế cho nơi chốn. Cô ví dụ, this is the house. The house là cái nhà đúng không nào? Vậy thì cái nhà đương nhiên nó là nơi chốn rồi, thì cô sẽ thay bằng where. Và lưu ý nè, mình còn phải dựa vào nghĩa nữa ha, để không thôi mình sẽ lộn với which hoặc là gì, hoặc là that. Đây là ngôi nhà, nơi mà cậu con trai đã được sinh ra, các em lưu ý ha, nơi mà cậu con trai được sinh ra. Vậy lúc này người ta đang nhấn mạnh đến cái nơi chốn, nơi mà cậu con trai được sinh ra. Alright. Chứ không phải đây là cái nhà cái mà cậu con trai được sinh ra, mà là nơi mà cậu con trai được sinh ra. Richard. Whose sẽ được thay thế cho sở hữu. Có ví dụ, the boy, cậu con trai. Sao? Sao mà phone vậy đó, cậu con trai mà cái điện thoại của cậu ấy reo lên, đúng không nào? Nên cậu ấy đứng dậy. Vậy bây giờ các em lưu ý nè. Lúc này the boy là chỉ người đúng không? Nhưng mà sao đây có phone nè? Vậy là phone là chỉ vật, mà vật với người đâu liên hệ với nhau được. Vậy thì cái điện thoại của cậu con trai. That's right. Vậy các em lưu ý ha, sau whose mình sẽ cần một cái gì nào? Một danh từ. Thì các em lưu ý ha, sau whose mình cần một danh từ. Và cái danh từ phía sau thường sẽ không có the đâu. That's right. Thường sẽ không có the. Và cũng không còn his hay gì nữa. Tại vì chữ his hoặc là who hoặc là, sorry, his hoặc là her đó, hoặc là your hoặc là mine, nó sẽ được thay thế bằng chữ gì nào? Bằng chữ whose. That's right. That. That thì dùng để cho người, cho vật hay là cho con vật gì cũng được. Đúng không nào? Ví dụ, cái ngày sinh nhật thứ, sorry, ngày 12 tháng 12 là cái ngày sinh, ngày mà tôi được sinh ra đời. Vậy lúc này nè, cho dù nó là ngày, đúng không, nó là vật ở đó, nhưng mà cô vẫn dùng gì? Vẫn dùng that được. Vậy that thì dùng cho cái gì cũng được. Nhưng mà khi làm bài tập trắc nghiệm thì người ta sẽ yêu cầu các em dùng cái nào đó cho phù hợp nhất. Ví dụ who, whom hay gì đó. Alright. Vậy thì cái bản này các em lưu ý về cố gắng học dùm cơ nhé. Ok, now copy down in your notebook please. Ok, vậy thì tóm lại đối với cái bản này thì who và whom đều chỉ cho người, nhưng mà who là chủ từ, còn whom là túc từ. Chủ từ thì đứng đầu câu, túc từ thì đứng cuối câu. Còn một chữ nữa mình sẽ dễ lộn, đó chính là whose. Whose là chỉ sở hữu. Chỉ sở hữu thì các em nhìn ở phía sau đó, các em sẽ thấy chữ his nè. His cộng cho danh từ, hoặc là her cộng danh từ, hoặc là your, hoặc là their, our cộng cho danh từ, đúng không nào? Thì cái những cái his nè, her nè, your nè, our nè, their nè, đúng không? Thì nó sẽ được thay thế bằng chữ gì? Whose. Còn where là nói về nơi chốn. When là nói về thời gian. Why là nói về lý do, còn what là xài cho cái gì cũng được. Alright. Ok,
And there are an exercise for you. But Easter is a festival, blah blah blah, occurs in April. Vậy thì đối với câu này các em lưu ý nha. Đầu tiên cô nhìn Easter là chủ từ, is là động từ, a festival là túc từ. Và cô lưu ý a festival này nó là người hay là vật? Nó là vật, mà nó là vật thì mình sẽ thay thế bằng chữ gì nào? Bằng chữ that hoặc là chữ which, chữ nào cũng được. Và lúc này cô sẽ dùng which, mà các em dùng that vẫn đúng nhé. And continue. Mr. Lum love 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 is talking to Lord is a good teacher. Thế này, ông Lâm nói, đang nói với làng. Là một người giáo viên tốt, đúng không? Ông Lâm, người mà đang nói chuyện với Lan, là một giáo viên rất là tốt, rất là giỏi. Vậy thì bây giờ cô xác định là Mr. Lâm đóng vai trò là chủ từ hay là túc từ? Mr. Lâm đứng đầu câu thì đóng vai trò là chủ từ. Và câu coi tiếp nha. Mr. Lâm nó là người, vậy là người thì mình chỉ có hai trường hợp thôi, một là who, hai là whom, đúng không nào? Mà bây giờ Mr. Lâm là chủ từ thì cô đố các em cô dùng who hay là whom? Đã right, đương nhiên là cô dùng who rồi đúng không nào? Vậy thì câu mới của mình sẽ là Mr. Lum who is talking to Lum is a good teacher. Đã right. And last one. We put a house not the flop is 200 years old. Okay. Chúng tôi đã mua cái căn nhà này. Vậy thì bây giờ cô xác định a house. Nó là người hay nó là vật các em? Nó là vật, mà nó là vật thì mình có thể sử dụng mấy trường hợp? Hai trường hợp, đó chính là that hoặc là which. Vậy thì lúc này cô dùng cái nào cũng được nhé. That right, các em có thể không dùng which mà các em cũng có thể dùng that. Which are, vậy thì câu này của chúng ta sẽ là we put a house which is 200 years old. That right, bài tập này khá dễ đúng không nào? Ok, good job. Okay, homework. You learn new some words by heart. Các em sẽ học những cái từ vựng thuộc lòng giùm cô nhé. And next two, you repaired unit 8 celebrations with lesson speak and read. Đấy rồi. Các em sẽ soạn cho cô phần speak nè và soạn cho cô phần read. Okay. Bye. And see you later.